Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh thầy. Hôm nay trao đổi với các bạn vấn đề là tự vệ. Một cái đề tài đặt ra đây là học võ để tự vệ, nhưng mà thực chất là rất khó. Mấy ai mà tự vệ được các bạn? Rồi cách tự vệ tốt nhất là mình phải sống đúng cái khuôn khổ của pháp luật, làm theo lẽ phải cái đúng, thì đó là cái tự vệ tốt nhất. Còn bạn mà cũng biết giải hoa khi gặp vấn đề trong cuộc sống xúc mắc thì chúng ta phải hướng tới cái sự giảng hòa, còn nếu không giảng hòa được thì dẫn đến những vấn đề mà chúng tự vệ các bạn rất khó. Các bạn thầy đã xem qua một số cái video về tự vệ chống dao, chống súng, chống đòn đấm rồi kiểu này kiểu khác, nhưng đó là chỉ là những cái mẫu thức, những cái hình thức biểu diễn, hoặc là cả cái công nhân lái xe, người lái xe taxi cách tự vệ như thế nào, nhưng đó là những cái mẫu thức chỉ biểu diễn thôi, còn để mà thực hành là rất khó, bởi vì các bạn phải phân biệt võ thuật này, lý thuyết này, từ lý thuyết đến thực hành này, thực hành đến thực tế là một cái vấn đề rất xa này, thực tiễn rất nhiều cái trường hợp xảy ra và những cái phụ thuộc tâm sinh lý, rồi phụ thuộc cái đặc điểm rất nhiều vấn đề đấy. Có thể kẻ tấn công, có thể là nó có thể biết cách dùng cái này cái kia thì bạn rất khó. Nó có sự liều lĩnh và hung hăng và nhiều cái nữa chứ, đó để tự vệ rất khó. Còn các bạn đừng học theo những cái trên mạng đó, những cái đó chỉ biểu diễn, chẳng hạn như tự vệ chống đòn kiếm chém như thế này, rồi là người chém đờ dừ đấy, người đờ đi bắt được tay mấy mà nó có chuyện đó được, nó sẽ liên tục như thế này, bạn không bao giờ được đâu. Đòn giáo đấm ra đấy là ốm, có mấy cái vò sứ dày gò sinh trên mạng là ốm tay được, mà nó bắt tay được, nó linh hoạt như thế này thì làm sao bắt được. Cho nên là các bạn đừng ảo tưởng ngay ở đòn đấm để đờ như thế này mấy khi, nếu mà đờ được cái trong cơn ánh họ đờ cả rồi, nhưng đòn đấm cũng rất khó từ về đấy. Đấm như thế này mình có thể nhánh mình gạt hoặc mình đánh như thế này, đánh như thế này máy chẳng có gì được, còn mà đang mình đờ được đấy. Không thể đờ được các bạn nhé, rất khó đờ. Mình phải biết cách từ về một cách tương xứng. Nó đã cầm những cái vật nhọn thì mình tay không làm được, mình phải cách khác. Và tốt nhất là mình không đặt mình vào cái tình huống đó. Cách tôi tự vệ tốt nhất là không cần phải tự vệ. Đó là cách tự vệ tốt nhất. Các vỏ sứ, vừa rồi có một cái video gì mà vỏ sứ ở bên phương Bắc, bên Tàu á, đánh một lúc mấy vỏ đệ tử, đó là tập luyện với các đệ tử, thì đệ tử họ biểu diễn thôi. Nhưng thay đổi cái môn khác, thay đổi một cái võ sinh môn khác vào thì rất khó đấy. Rồi các cái môn võ thì tập những cái mẫu thức thuộc cái môn mình để thi đấu trở thành thể thao môn mình, nhưng mà sang cái môn khác hoặc ra từ gió nó vô cùng hiến biến văn hóa. Thế đó, các bạn muốn học võ để tự vệ thì bạn phải học võ tổng hợp tất cả vấn đề, đừng một theo một môn phải, một môn phải là chưa đủ các bạn đấy. Và khi học đầy đủ những cái đó chưa hẳn là tự vệ được, rất khó. Ngay đòn đấm như là nó thiên biến vạn hóa như thế này, và bạn nó ngồi họ tấn công bạn, bạn xử lý như thế nào rất khó. Nhưng mà nếu bạn nhanh hơn đối thủ, rồi bạn phản ứng được, dự kiến được cái đường đi tấn công của đối thủ, thì rõ ràng là bạn sẽ có thể thoát được, bạn thoát hiểm. Còn bạn mà chậm hơn thì không khó. Cái đó các bạn đứng ảo tưởng những cái thế biểu diễn đó chỉ là biểu diễn hóa hoe, có thể áp dụng được những với điều kiện họ phải cực giỏi. Ngay cả võ sư, tâm võ sư rất cao mà khí sức khỏe tốt, võ sư mà da yếu thì làm sao mà tự vệ được. Cho nên là cái tự vệ, học võ là mục đích để tự vệ, để sức khỏe thì có nhiều cái môn khải khác, để ban hít đất 10 ngày 10 lần thì cũng là sức khỏe rồi, nhưng mà không cần phải hơn đến trong võ là học võ làm gì. Nhưng học võ mục đích là không phải là thi đấu giao đấu, đó phải là võ đai, còn võ đấy phải mục đích là tự vệ. Nhưng mà để mà tự vệ cũng vô cùng khó, phải cân những yếu tố khác nữa, mà thậm chí cũng rất khó thực hiện vấn đề tự vệ. Cái đó các bạn phải hiểu, đặc biệt là phải tự vệ chính đáng. Đây bây giờ có xem một cái video của một cái thầy chứ không nghe này, võ sứ dạy võ đấy ở trong miền Nam. Thì bò này tự vệ nhá,
chẳng hạn từ về kiểu chỉ mà người ta mới lấy lệ từ về ta phải hưởng từ vị trí đó người ta mình lấy cái tay chỉ mình mà mình lịch sử dùng những cái đoan thể nộp áo được thủ đó thì từ về đó là hoàn toàn không chính đáng, hoặc là từ về chỉ với một đoạn động của đội phương mà bà này kết liễu đối thủ luôn đó gọi là bỏ từ về mà đó là bỏ tiêu diệt đó, có những người dạy bỏ từ về mà không hề biết chỉ về từ về chính đáng. Từ về chính đáng là gì thì các bạn thử biết. Chẳng hạn đòn đấm như thế này thì mình phải đòn đờ hoặc là mình hóa giải hoặc là mình từ về một cách tương xứng cho mình. Họ mới đồng một đòn đấm mà họ chưa làm gì họ nên mình đặt là làm cho họ nốc áo rồi hoặc là mình sử dụng một cái vật gì đó đóng được không tương xứng. Đến thêm muốn nói ở đây một chỗ trong video thêm một chỗ là học vò mục đích để là từ về, nhưng mà mấy ái từ về được cả một cái vò đường như vậy mấy ái từ về được. Các bạn lấy vò mà tấn công với các là sai lầm rồi. Đó mới học vò để chứ đó là cái sai lầm rồi. Công tổ chứ xấu. Học vò để từ về. Từ về là các bạn phải phong tránh. Các bạn đi tấn công với các bạn vậy là vò thuật có vẻ dài các bạn nhiều đó lắm. Đấy các bạn nhé. Thì muốn nói trao đổi các bạn đừng ảo tưởng. Các cái vò sinh vò xứng thì tất cả đừng ảo tưởng cái sức mạnh đó không phải đâu. Mà phải tin một thật nó rất vô cùng xảy ra nó diễn biến vô cùng. Đừng có ảo tưởng cái video ở trên mạng những cái đó đấy, đó chỉ là biểu diễn đó, từ cái biểu diễn mà đến thực tế nó rất xa vời các bạn nhé, các bạn đừng ảo tưởng này. Cuối cùng muốn nói các bạn một số vấn đề như vậy, cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn một dịp gần nhất trong vấn đề trao đổi khoa học.